loại PSG, Dortmund vào chung kết Champions League. PSG 4 lần dứt điểm trúng cột và xà khi thua Dortmund 0-1 ở lượt về, tổng tỷ số 0-2, tại bán kết Champions League 2023-2024. Lần đầu sau 11 năm, kể từ thời Jurgen Klopp, Dortmund mới lại vào chung kết Champions League. Lối chơi phòng ngự phản công của thầy trò Edin Terzic phát huy tác dụng trước hàng công chủ nhà toàn sao. Trung vệ 36 tuổi Mark Hummo tỏa sáng với bàn duy nhất trên sân Park De Prins, giúp đội nhà thắng cả hai lượt trận tỷ số 1-0. Phút 50, tiền vệ Julian Rang đá phạt góc từ bên trái về cột 2, nơi Hummo dùng tiểu xảo đẩy nhẹ trung vệ Lucas Berrando. Sau đó, đội trưởng Dortmund thoải mái bật cao đánh đầu về góc gần mà không bị tranh chấp. Đây mới là bàn đầu tiên của Hummo tại Champions League sau 5 năm. PSG lại tỏ ra kém duyên mùa này, khi họ đã dứt điểm trúng cột xà tới 12 lần, một nửa trong số đó xuất hiện tại hai lượt bán kết. Ở lượt về, đoàn quân của Luis Enrique 4 lần sút cột xà, từ chân của Nuno Mendes, Warren Zaire-Emery, Kylian Mbappe và Vitinha, đều trong hiệp 2. Theo chỉ số bàn thắng kỳ vọng, tổng xác suất thành bàn từ 30 pha dứt điểm của PSG tại Paris là 322%, tức là bình thường một đội đã có thể ghi 3 bàn. Tuy nhiên, khả năng dứt điểm và duyên ghi bàn không hiện hữu với chủ nhà trong trận này. PSG giữ bóng 61% thời lượng hiệp 1 và dứt điểm nhiều gấp đôi đối thủ, 8 so với 4. Tuy nhiên, cơ hội tốt nhất thuộc về đội khách, khi tiền đạo 22 tuổi Karim David Adeyemi dốc bóng từ sân nhà xuống bên trái cấm địa, rồi sút chìm chéo góc nhưng thủ môn Gianluigi Donnarumma đổ người đẩy ra kịp thời. 3 phút trước khi Hummo ghi bàn, PSG đã có thể cân bằng tổng tỷ số, khi tiền vệ 18 tuổi Zaire Emery đá bồi cận thành nhưng dội cột bật ra. Đến phút 61, hậu vệ trái Mendes sút từ cự ly khoảng 25m, đánh bại thủ môn Gregor Kobel. Nhưng một lần nữa không thắng cột dọc. Dù đội nhà bị dẫn 2 bàn, khán giả Paris vẫn đồng loạt đốt pháo sáng ở toàn bộ khán đài phía sau cầu môn. Họ cổ vũ không ngừng nghỉ, giúp cầu thủ dưới sân nỗ lực dồn ép. Vì thế, trong 30 phút cuối trận, PSG giữ bóng tới 84% thời lượng, dứt điểm 20 lần, nhưng đều bỏ phí cơ hội. Khán giả PSG đốt pháo sáng đỏ rực khán đài trong hiệp 2. Ảnh, Reuters. Khán giả PSG đốt pháo sáng đỏ rực khán đài trong hiệp 2. Ảnh, Reuters. Mbappe được kỳ vọng nhưng không có nhiều đất diễn, chỉ nhận 6,2 điểm, thấp thứ nhì trong đội. Tình huống hiếm hoi anh có cơ hội sút thuận lợi trong cấm địa ở phút 86. Nhưng thủ môn Kobel bay người đẩy bóng trúng xà ngang bật ra. 2 phút sau, đến lượt Vitinha sút từ cự ly hơn 25m, đưa bóng dội mép dưới xà ngang nhưng không bật vào lưới. Trước khi hiệu còi mãn cuộc vang lên, Mbappe có cơ hội lao xuống đối mặt thủ môn, nhưng anh hụt hơi và ngã xuống. Tiếng còi vang lên cũng là lúc toàn bộ cầu thủ Dortmund chạy tới khu vực khán giả đội khách để chia vui. Đối thủ của họ ở chung kết có thể lại là Bayern, cũng trên sân Wembley như năm 2013, nếu Hùng Xám thắng Real Madrid trên sân Bernabeu đêm nay. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.